Chuyện tiếp theo, ăn đá. Mùng 6 tháng Giêng năm 1940, lúc này Đức Thầy dẫn ông Biện Đài đi núi Tà Lơn. Đi khoảng được 1-2 ngày thì đến một vồ đá. Đức Thầy ngồi nghỉ và nói với ông Biện Đài: "Ông Đài ơi, đói bụng quá, nhóm lửa nướng đá ăn ông Đài ơi." Lúc này ông Biện Đài nhìn thấy ông, cười, quá xá là cười, và nói lại: "Thầy ơi, thầy nói sao á, đá mà làm sao ăn được thầy, ăn gãy răng hết á thầy." Ông nói vậy với Đức Thầy xong, nhưng thầy nói hoài à, ông nhóm lửa đi, nướng đá ăn. Ông nghe thầy nói vậy, ông nhìn thầy, ông cười, rồi ông cũng chưa tin Đức Thầy là Phật. Nhưng ông nghe Đức Thầy nói hoài, thì ông nhóm lửa thử coi làm sao đây. Lúc bấy giờ, ông nhóm lửa xong rồi, thì Đức Thầy lượm hai cục đá bằng cườm tay. Thầy bảo ông Điện Đài á, nướng. Ông Điện Đài không nướng và nói: "Thầy ơi, vừa phải thôi thầy. Thầy á, đá làm sao mà ăn được?" Ông nói như vậy rồi á thì thôi, Đức Thầy bảo ông á, không chịu rồi á, Đức Thầy mới lấy đá ra nướng. Lúc này á, ông ngồi nhìn thầy, coi thầy làm sao. Ông thấy thầy để hai cục đá lên, lật qua lật lại cháy xém xám rồi á, mới đem đưa cho ông một cục và nói: "Ông Đài ơi, ông đem lên trên điện giái với chư thần cúng người ta đi, rồi xuống mà ăn." Ông nghe lời thầy cầm cục đá đó, vừa đi vừa cười thầy quá trời. Khi ông đem lên đến trên điện, ông để xuống một cái cọp giống như là đùa giỡn vậy đó, dạ giái chỏng chỏng như vậy nè: "Nam mô A Di Đà Phật. Ngài à, chư thần non núi ở đây, ông nào đó mà có ăn đá được thì về đây mà ăn đi." Giái xong rồi ông trở xuống, ông cười thầy nữa. Ông xuống đến Đức Thầy mới nói với ông: "Nè, còn một cục nè, ăn coi làm sao." Ông lắc đầu, ông nói rằng: "Thầy ơi, cắn một cái là gãy cái răng hết à thầy." Lúc này Đức Thầy năn nỉ ông, nhưng mà ông không ăn. Ông không ăn thì Đức Thầy ăn cho ông xem. Ông ngồi xem Đức Thầy ăn, ông gồng mình và nói thầm: "Trời ơi, chắc cắn một cái là gãy cái răng đó." Khi Đức Thầy ăn, đưa vô miệng cắn một cái, ông tưởng chừng là cứng lắm, nhưng ông thấy thầy ăn rất là mềm mại, ăn rất ngon. Khi Đức Thầy ăn một nửa, còn một nửa thầy mới kêu ông ăn. Cuối cùng ông cũng ăn. Ông ăn rất là ngon. Rồi ông chạy lên trên điện, ông lấy một cục xuống ăn tiếp. Rồi từ đó ông mới tin Đức Thầy là Phật. Và sau này ông kể cho tín đồ nghe, đá khoai đó ăn vô thơm ngon hơn khoai của mình nhiều. Và nhớ lại hai câu của Phật Thầy Tây An, tiên tri sau này như sau: đói ăn bắp, đói nữa ăn khoai, hết khoai hết bắp, chiều mai ăn đá. Mẫu chuyện này do ông Viện Đài kể lại. Lời bình. Đức Thầy dẫn ông Biện Đài đi núi Tà Lơn là để cho ông giải quả căn và cho ông thấy được sự nhiệm màu nơi vùng núi linh thiêng, để ông có đức tin với Đức Thầy. Lúc đầu thì ông chưa có đức tin nơi Đức Thầy, rồi bắt đầu từ cục đá nướng ăn thành khoai, rồi từ đó ông mới tin Đức Thầy là Phật. Có lẽ Đức Thầy dùng đá nướng ăn thành khoai là để cho ông thấy được sự huyền diệu của Đức Thầy và nhắc nhở cho ông rằng sau này còn một trận đói nữa, gạo, bắp, khoai hết thì ăn đá thành khoai vậy. Nhưng người muốn ăn đá thành khoai được như ông Biện Đài thì phải có tu hành tinh tấn lắm mới được. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện bên thầy tiếp theo. Thầy hứa với ông Biện Đài. Lúc Đức Thầy dẫn ông Biện Đài đi núi Tà Lơn được khoảng mấy hôm, thầy có nói với ông Biện Đài như vậy: "Đài à, sau này thầy sẽ vắng mặt một thời gian." Ông Biện Đài nghe thầy nói vậy, ông liền hỏi lại: Thầy vắng mặt rồi thầy có về không thầy?" Thầy nói lại: "Về chứ, về để lo tín đồ mà." Ông Biện Đài hỏi tiếp: "Dạ thưa thầy, con tu như vậy con có gặp được thầy không thầy?" Thầy nói: "Đến chừng đó ông chết rồi, nhưng hồn ông còn,
không có mắt. Ông hỏi tiếp: Dạ thầy, vậy ngày con chết thầy có về không thầy? Thầy nói: Có, tôi sẽ về. Nói xong, thầy dẫn ông đi tiếp. Rồi từ đó về sau khoảng không lâu, đến năm 1947, đức thầy vắng mặt. Rồi thời gian sau ông biện đài mất, thì trong lúc gia đình lo đám sự cho ông, thì trong lúc này có một người thanh niên trẻ đẹp ở đâu đi đến gặp con của ông biện đài và nói: Tôi nghe ông biện đài mất, và trước kia tôi nghe ông được đức thầy dặn ông đi núi, cho nên hôm nay tôi đến để gặp mặt ông đài lần cuối. Lúc này người con của ông biện đài thấy người lạ nên cản không cho gặp. Thì người thanh niên này nói lại rằng: Hôm nay tôi đến đây gặp mặt ông biện đài, ông không cho thì tôi đi. Nói xong người thanh niên đi thẳng ra ngoài mất dạng. Khi người thanh niên đi rồi thì con ông biện đài chạy vào nói cho mẹ biết. Lúc này mẹ của ông nghe rất là buồn, liền nói lại với con rằng: Con ơi, sao mà con không cho người đó vào con? Người đó đó chính là đức thầy đó con. Vì trước kia ba con có nói cho mẹ biết, sau này ba con mất, đức thầy có hứa về gặp ba con lần cuối đó con. Vậy người đó là đức thầy đó con. Sao mà con không có cho người đó vào? Con làm lỡ hết chuyện rồi. Ông vừa nghe mẹ nói xong, ông liền hối hận vô cùng. Mẫu chuyện này do vợ ông Bùi Đình Kên kể lại. Lời bình: Ông biện đài trên đây, ông thật duyên sâu với đức thầy. Ông được đức thầy dẫn đi núi Tà Lơn giải quả căn, và ông còn được đức thầy hứa với ông, khi ông mất thầy sẽ trở về gặp mặt ông lần cuối, đúng như lời hẹn không sai. Khi ông mất, đức thầy có về, nhưng thầy giả ra một người thanh niên khác để đến gặp mặt ông. Nhưng rồi con của ông đài không cho vào gặp, cho nên đức thầy mới ra đi. Và khi mẹ ông biết được chuyện ông như vậy và kể lại cho con ông biết, ông thấy hối hận không biết làm sao, và không còn gặp được người thanh niên đó nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo: Sự tích cái chuông, cái mỏ và cái trống. Ngày 25 tháng 4, đức thầy đến nhà bàn Tịnh Biên khuyến nông và thuyết pháp. Khi thời thuyết pháp vừa xong, có ông Hương giáo tập và ban trị sự xã Thới Sơn đến thưa thầy và hỏi: Thưa thầy, người tu có nên tạo chuông và mỏ trống không thầy? Xin thầy cho biết. Đức thầy nói: Biết thì làm, không biết rõ thì thôi, chớ bắt chước có lợi chi, còn phiền não hoang mang thêm. Nhân đây thầy kể sự tích cái mỏ, chuông và cái trống cho các ông nghe. Thuở xưa các loài thượng thú hạ cầm sống chung với loài người. Chúng nói và nghe được tiếng người, nhưng gặp phải mùa hạn hán, dân làng bị thất mùa, nên các loài phải chịu đói khát. Vì lòng từ bi, có vị chủ chùa đó chia sớt phần ăn thường bữa cho ba con vật: con cá và con rắn, con trâu. Chúng cũng đủ ăn no lòng. Tuy nhiên một ngày kia, chúng mới hợp nhau kể tội ác của vị chủ chùa, để cho chúng đói khát và toan tính giết ông. Anh nông dân chăn trâu gần đó tình cờ nghe được ba con vật bàn tính như thế. Anh nông dân chăn trâu kia mới nói với chúng: Các ngươi là bọn vong ân bội nghĩa, ông chủ chùa có lòng thương nên chia cho các ngươi phần ăn, sống cho đỡ dạ. Phải chi ông chủ chùa để cho các ngươi đói đó, thì các ngươi trách cứ là phải. Đến nỗi nhà chùa còn bị đói lây với dân làng mà. Vì bị hạn hán, lẽ ra các ngươi nên tự lực cho tiếp sống, để mà tiếp tục với người ta,
có lý nào trông chờ ỷ lại vào người khác nữa. Đã chẳng nhớ ơn mà còn mang lòng oán hận. Nói xong, anh nông dân giết luôn cả ba con vật bất nghĩa đó. Rồi anh nông dân vào chánh điện gặp chủ chùa, trình qua tự sự cho chủ chùa nghe. Chủ chùa nghe qua, động lòng từ bi. Ông chủ chùa nhờ anh nông dân phụ tiếp, đem ba thân xác con vật ra. Một, lấy cái đầu con cá làm cái mỏ. Hai, lấy cái thân con rắn làm cái chuông. Ba, lấy da con trâu bịch làm cái trống, rồi phơi nắng cho khô. Mỗi lần công phu bái sám, vị chủ chùa lấy ra ba món pháp khí đánh lên con vật, cho ba linh hồn thức tỉnh tu hành, cho mau giải nghiệp súc sanh. Thời gian từ đó trải qua hàng ngàn năm, người ta bị người Tàu đô hộ gần 1000 năm nữa. Giáo thọ Thần Tú ra đời, nhà Đường bên Tàu bày ra chuông mỏ lan tràn khắp chốn thiền môn, chạy theo hữu di tướng sự. Mọi người vừa nghe Đức Thầy kể xong và nhận ra đâu là chân lý tu hành, đúng với chân lý nhiệm màu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy. Nhớ lời Đức Thầy dạy: xưa Thần Tú tạo nhiều chuông mỏ, mà xưa nay có mấy ai thành. Mẫu chuyện này do ông giáo tập kể lại. Lời bình. Nghĩ lại xưa kia, chuông mỏ trống đã có từ lâu rồi. Sau này Thần Tú bên Tàu ra đời, tu theo hữu di tướng, tạo ra chuông mỏ trống tràn lan nơi cửa thiền môn, cho nên kẻ tu hành chạy theo hình tướng, có mấy ai đắc đạo. Cho nên Đức Thầy ra đời có dạy rằng: xưa Thần Tú tạo nhiều chuông mỏ, mà xưa nay có mấy ai thành. Và Ngài còn dạy cho chúng ta theo lục tổ chứ theo Thần Tú. Vì Thần Tú tu theo hình tướng, còn lục tổ Huệ Năng thì tu theo vô vi. Đức Thầy cũng có câu: đạo vô vi của Phật ân cần, nối theo chí Thích Ca ngày trước. Cho nên Đức Thầy khuyên chúng ta tu theo lục tổ, vì lục tổ đi theo chân truyền của Đức Thích Ca, quán xét nội tâm mà chứng được ngôi tổ thứ sáu, bắt nguồn từ Đức Thích Ca truyền xuống đến 28 vị tổ. Tổ thứ 28 là Đạt Ma, rồi Đạt Ma qua Trung Hoa truyền thêm được 5 vị tổ nữa. Tính từ Đạt Ma xuống tổ Huệ Năng là tổ thứ 6. Còn những tín đồ trên đây tu theo Thầy, định tạo chuông mỏ trống theo hình thức bên chùa, cho nên mới hỏi Đức Thầy có được không. Đức Thầy liền trả lời: biết thì làm, còn không biết làm chi cho thêm phiền não. Ý đây là Đức Thầy dạy các ông chuông mỏ có nguồn gốc từ đâu, các ông có biết không? Nếu các ông không biết, tạo ra cho thêm phiền não mà thôi. Cho nên Ngài đã dạy chúng ta hãy trở về nội tâm mới mau kết quả, còn chạy theo hình tướng chuông mỏ thì khó gặp được Phật tánh của chúng ta. Mấy ông tín đồ trên đây vừa nghe Ngài kể chuyện chuông mỏ trống xong, các ông liền nhận ra đâu là chân lý nhiệm màu, không chạy theo hình tướng nữa, trở về với nội tâm mới mau thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo, ông Chính Diệm quy y. Tại tổ đình làng Hòa Hảo lúc này, Đức Thầy khai mở đạo cứu đời, thì tiếng tâm của Ngài đồn xa, ai nghe cũng tìm đến nghe pháp và quy y. Thì trong lúc này, tại làng Định Yên, huyện Lấp Giò, tỉnh Long Xuyên, nay là xã Định Yên, huyện Lấp Giò, tỉnh Đồng Tháp, có ông Chính Diệm đang sống dưới thời cai trị của người Pháp. Tộc danh của ông là Nguyễn Kỳ Trân, người đang mang bệnh mù mắt. Nhưng ông là một nhà nho nổi tiếng yêu nước lúc bấy giờ.
Lúc này, ông nghe ở làng ông có người đi đến tổ đình Hòa Hảo nghe pháp và quy y, rồi về báo cho ông biết. Người ở trong xóm nói: "Ông Chính ơi, tôi nghe nói ở làng Hòa Hảo có ông Phật ra đời. Ông này ông còn trẻ tuổi lắm đó ông Chính ơi. Ai đến thử ngài là ngài đó đều biết hết hà. Ông nghe tôi, ông đến quy y đi ông Chính." Lúc này ông Chính nghe qua, lòng có hơi tự cao ngã mạn, lại nói rằng: "Toàn là mấy người đồn không à. Chứ còn như tôi nghĩ, ông thầy Tư đó học còn chưa có xong tiểu học mà, làm sao mà biết Hán văn?" Rồi ông nói tiếp: "Nếu mà tôi lên đó thi đấu với ông đó đó, bảo đảm là ông thua ngay." Ông Chính nói xong, mọi người mới nói lại: "Ông làm sao mà bằng ngài được?" Ông Chính nói lại: "Tôi nói cho bà con biết nha, nếu tôi lên đó tôi thi mà tôi ăn ông Tư đó thì mọi người tính làm sao?" Mọi người mới trả lời: "Nếu ông ăn thì ông muốn gì tôi cũng chịu hết." Rồi mọi người nói tiếp: "Còn nếu ông thua thì tiền đò ông lo hết nha ông Chính." Ông Chính nói: "Được, chuyện đó là chuyện nhỏ." Bàn xong, mọi người ra về để chuẩn bị ngày mai lên đường. Thì tối đêm hôm đó, ông Chính có chuẩn bị làm sẵn hai bài thơ bằng Hán thi để lên so tài với đức thầy. Hai bài thơ như sau: "Cường khấu xâm lăng kỵ thập niên, vị tri đại đức giáng hà tiên, hy di ngụ quý kim an tài, thái thượng tam dương cổ bất truyền, độc nhãn sa đà tàn bắc địa, liên mi chân mạng ẩn nam thiên, phòng ngư xích dĩ đương kim nhật, dẫn lãnh minh lương trứ tổ tiên." Khi ông làm hai bài thơ xong, nghỉ một lát rồi sáng đến, mọi người cùng chèo ghe đưa ông Chính đến tổ đình. Khi đến tổ đình thì lúc này đức thầy đi qua thăm làng Mỹ Hội Đông, không có ở tổ đình. Ông Chính biết thầy không có ở tổ đình, ông mới nói với mọi người rằng: "Mấy người thấy không, ổng nghe tao lên đây là ổng sợ tao liền, ổng lánh mặt rồi đó." Mọi người thấy vậy mới nói: "Chúng tôi quyết chèo đưa ông qua làng Mỹ Hội Đông để cho ông gặp ngài cho được." Nói xong, mọi người chèo đưa ông Chính đến làng Mỹ Hội Đông. Khi ghe vừa cập bến, mọi người đang bước lên bờ thì đức thầy từ lan can ngoài cửa của một tín đồ lên tiếng: "Tôi cảm ơn bà con ở Định Yên đến thăm tôi đông quá." Trong lúc này mọi người còn đang ngơ ngác thì đức thầy nói tiếp: "Ông Chính ơi, ông có tháp tùng nữa phải không? Có người cho tôi biết là ông có hai bài thơ chữ Hán hay lắm." Lúc này thầy biết trong lòng của ông Chính hết, thầy nói ngay tim ông, cho nên ông Chính không có đưa hai bài thơ ra vì thầy biết cả rồi. Thầy nói tiếp với ông Chính: "Đây nè, tôi cũng vừa viết xong hai bài thơ, xong vào kính lễ Tam Bảo rồi tôi đưa cho ông. Ông đem ra nhờ người thân đọc giùm." Ông nghe thầy nói xong, lúc này ông vào làm lễ Tam Bảo, rồi ông liền cầm hai bài thơ đức thầy đưa cho ông. Ông đi ra ngoài nhờ người thân đọc giùm. Lúc này người thân đọc hai bài thơ của đức thầy đáp lại cho ông nghe như sau: "Thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, sơn trung hồi giả bí danh tiên, trần nhân đại thế nam tồn tại, lão đạo tiền phong bắc ý truyền, trình mổ ngộ kim khuê cổ địa, xích mi hải hội luật trùng thiên, vị phi minh đế đồ tôn nhật, thậm khí đào thinh giác kỵ tiên." Khi ông nghe đọc xong hai bài thơ rồi, ông vội vàng nhờ người đó dẫn ông vào nhà nơi đức thầy đang thuyết pháp. Ông quỳ xuống chân ngài mà lại tam thiên vong mạng. Lúc này ông Chính như cái máy, đức thầy bảo như thế nào thì ông làm như thế đó, không dám cãi. Khi ông nghe thầy bảo xong rồi nhờ người dẫn ông ra ngoài, mọi người xúm lại hỏi: "Sao rồi ông Chính, thắng ông thua?" Ông Chính nói: "Thôi đừng có hỏi nữa, gặp Phật rồi thì đi về đi, rồi tôi nói cho mà nghe." Mặc dầu đức thầy tuổi chỉ bằng cháu ông Chính mà thôi,
mẫu chuyện này do ông Lê Văn Phố tự tho kể lại. Lời bình. Ông Chính Diệm là một nhà nho lỗi lạc thời bấy giờ, và ông có lòng tự đắc không ai hơn được ông. Ông có nghe thầy ra đời, còn nhỏ tuổi, chỉ học đến tiểu học mà thôi, còn cho thầy làm sao mà biết Hán văn nữa. Rồi ông nghe người thân kể lại, thầy chuyện gì cũng biết hết, nên khuyên ông lên gặp thầy để quy y. Ông nghe lòng liền tự ái và nói lại rằng: ông mà lên đó thi là thầy chỉ có thua thôi, làm sao mà thắng được ông. Mọi người nghe vậy mới cá với ông rồi đưa ông lên gặp thầy. Và khi đi, ông làm hai bài thơ hỏi thầy để bắt bí thầy. Và khi đến, thầy không có ở tổ đình, qua Mỹ Hội Đông. Rồi lúc này ông tự đắc, cho là thầy sợ ông mà lánh mặt. Mọi người thấy vậy quyết đưa ông đến gặp thầy cho bằng được. Khi mọi người gần đến thì thầy nói ngay tên ông Chính, và thầy còn biết hai bài thơ của ông nữa kìa. Rồi thầy đưa hai bài thơ đáp họa cho ông, nhờ người thân đọc cho ông nghe. Nghe xong, ông nhờ người dẫn ông vào quỳ xuống chân thầy, lại không biết bao nhiêu là lại, rồi xin quy y với đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo: Pháp Diệt Căn Trần. Sau mấy tháng khai đạo, ngày nọ từ chợ Vàng, làng Phú An, quận Tân Châu, tôi chạy xe đạp xuống nhà ông cả ở tổ đình Hòa Hảo hỏi đức thầy. Dạ thưa thầy, pháp diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, phải hành sao cho sát nghĩa vậy thầy? Phương pháp chẳng thiếu gì, nói mấy ngày cũng không hết, nhưng chủ yếu do tâm quán tưởng. Thưa, quán tưởng là như thế nào vậy thầy? Quán tất cả muôn loài vạn vật ở cõi trần đều tạm giả. Đã tạm giả thì sao tồn tại được? Nhận thức rõ như thế, tâm mình không còn nhiễm ô. Cho dù học bao nhiêu đi nữa mà tâm còn ô nhiễm trần thì chẳng đi đến đâu. Tôi nhớ lại lời giảng dạy của Đức Tôn Sư: tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làn mây, thân ta còn rầy đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Trích trong Khuyến Thiện. Mẫu chuyện này do ông Hương Hào Phỉ thuật lại. Chuyện tiếp theo: Niệm Phật Nhất Tâm. Lúc đức thầy mở đạo cứu đời thì có ông quản diệp đến quy y với thầy. Lúc này thầy nói và khuyên ông nên niệm Phật. Ông Diệp dân dạ nghe theo lời chỉ bảo của thầy, về nhà trì niệm. Rồi một hôm ông Diệp có đến gặp thầy để hỏi: dạ thưa thầy, niệm Phật nhất tâm là niệm sao vậy thầy? Xin thầy cho con được biết. Đức thầy nói: muốn niệm Phật không còn vọng niệm xen tạp, để mau được nhất tâm bất loạn thì niệm theo hơi thở. Khi thở ra thì có tiếng niệm Phật, cứ tập vậy thì lâu ngày quen dần. Còn sống giờ phút nào, thở một hơi thở nào cũng đều có tiếng niệm Phật. Cứ giữ như vậy gắt mau được chỗ nhất tâm bất loạn. Bây giờ không còn một vọng niệm trần nào xen tạp, vì đã thanh tịnh và đến chỗ phát khai đạo quả. Âm nghe xong liền hoan hỷ và vui vẻ, kính chào thầy ra về. Mẫu chuyện này do Bùi Văn Ưởng kể lại. Lời bình. Từ trước đến nay ai niệm Phật cũng đều mong muốn cho mình được nhất tâm cả. Điều đó là tất nhiên rồi, không cần phải bàn. Nhưng niệm Phật muốn nhất tâm không phải dễ. Nếu ta niệm Phật mà không buông bỏ vọng trần thì làm sao được như ý nguyện của ta? Cũng có nhiều cách niệm Phật. Người thì buông bỏ, người thì vọng tưởng ôm lấy cảnh trần này, thì làm sao mà nhất tâm được? Nếu chúng ta mà niệm Phật được một câu mà lòng buông bỏ hết tất cả và không vọng tưởng chi, thì ta đã là cực lạc rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo: thầy nhắc tín đồ. Lúc đức thầy ở miền Đông trong chiến khu 1946 thì lúc này đến giờ chiều tối, đức thầy ra bàn thông thiên dưới mé sông, đức thầy cúng tối. Thì lúc này thầy đứng giái thì mũi đậu dưới chân thầy rất nhiều.
con nào con nấy máu no đầy bầu, nhưng thầy không đập, cứ để tự nhiên, coi như không có gì. Thì lúc này có mấy anh em tín đồ đi xuống, thấy mũi đậu dưới chân thầy cắn thầy nhiều máu quá, nên mấy tín đồ thương thầy lại đập mũi. Vừa lấy tay đập thì thầy ngăn và nói: mấy anh em đừng có đập, mũi sống nhờ có máu, chúng nó có Phật tánh cũng như người vậy. Trước kia nó làm ác nên chuyển xuống loài hạ đẳng, nếu anh em đập chúng là mang nghiệp sát sanh đó. Mấy anh em quên rồi sao, bài cúng tôi giải sớm chiều đó, ngày nào cũng giải mà anh em quên sao? Như Nam Mô Nhất Nguyện Cầu, có đoạn Phật Vương độ chúng thế giới bình an, ngày nào anh em cũng nguyện độ chúng đó mà. Vậy đập giết chúng thì không còn lòng từ bi đối với chúng và độ chúng nữa. Thầy vừa nói xong thì mấy tín đồ không dám đập nữa, và nguyện từ đây về sau ráng làm theo lời dạy của thầy. Mẫu chuyện này do ông Lê Văn Thanh kể lại. Lời bình: ta thấy mấy ông tín đồ trên đây có lòng thương thầy, vì thấy thầy mình bị muỗi cắn mấy ông mới lại đập muỗi. Nhưng vừa đập thì thầy cản không cho, và thầy còn nhắc cho mấy ông biết bài Nhất Nguyện Cầu, trong đó có đoạn độ chúng thế giới bình an. Và từ độ chúng nghĩa là độ hết chúng sanh, và muôn loài vạn vật không bỏ loài nào. Thầy nhắc xong thì mấy ông tín đồ đó liền nhận ra được, và nguyện sẽ nghe theo lời chỉ dạy của thầy, không dám đập mũi nữa. Mẫu chuyện tiếp theo: thuần niệm Phật. Một buổi trưa khoảng thượng tuần tháng 4 năm Tân Tỵ năm 1941, tại văn phòng số 118 đường La Phe, Sài Gòn, có một tín đồ không nhớ tên từ dưới miền Tây lên xin diện kiến Đức Thầy. Và thưa, điều thắc mắc khi người tín đồ đó gặp Thầy: bạch Thầy, từ ngày con quy y theo đạo, con luôn hành trì danh hiệu Lục Tự Di Đà xuyên suốt, coi như là khá thuần phục. Nhưng mà có điều con nghi, lỡ mà con bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, không kịp trì câu Lục Tự Di Đà, trong lúc lâm chung đó, con có được giảng sanh không thầy? Đức Thầy nhìn thấy người tín đồ thảm thương đang lo lắng, Đức Thầy hoan hỷ và giải thích: người mà thường ngày chuyên cần niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, là gieo sâu duyên Phật, đã gồm đủ tính nguyện hạnh, cho dù xảy ra tai nạn chết đột ngột mà ngay lúc lâm chung không niệm Phật câu Lục Tự được, vẫn được giảng sanh tịnh độ. Giống như cây cưa mở miệng nơi nào thì cây phải ngã y bên ấy, không sai lệch. Ông nên yên tâm mà tiếp tục hành trì. Người tín đồ nghe xong liền hân hoan rồi chào Đức Thầy ra về. Mẫu chuyện này do ông Nguyễn Thiên Ân kể lại. Lời bình: có ông đồng đạo trên đây theo đạo quy y đã lâu, chuyên hành trì pháp môn tịnh độ. Theo như lời ông kể, ông niệm Phật cũng khá thuần thục, mà lòng ông còn nghi ngờ lo lắng, sợ chết bất đắc kỳ tử không được giảng sanh về tịnh độ, cho nên ông mới tìm đến Đức Thầy để thắc mắc và hỏi Thầy coi được giảng sanh không. Khi ông đến hỏi Thầy, Thầy trả lời cho ông biết, người mà chuyên hành trì tịnh độ có đủ tính nguyện hạnh rồi, dù cho có chết cách nào đi chăng nữa cũng đều được giảng sanh cả. Đức Thầy còn ví dụ người niệm Phật như cái cây vậy đó, nếu ta cưa mở miệng bên nào thì cây sẽ ngã về bên đó vậy. Khi ông nghe Đức Thầy giải thích xong, ông liền hoan hỷ rồi xin thưa Đức Thầy ra về. Đức Thầy có câu: nếu như ai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo: thầy dặn tín đồ. Khoảng trung tuần tháng 5 1945,
Đức Thầy có về Tân Thành, Lai Dung, Đồng Tháp, có đến sân vận động để thuyết pháp. Và trong pháp hội đó, khán giả đến nghe pháp rất đông. Và trong khán giả đó có một người tên là Nguyễn Quang Dành, nhà cũng gần đó, có đến nghe pháp. Khi chàng pháp vừa xong thì Đức Thầy có nói với mọi người có mặt hôm đó rằng: "Gáng nhìn Thầy cho kỹ, sau này Thầy vắng mặt một thời gian rồi Thầy trở lại y như xác cũ này, không thay đổi gì hết." Khi Thầy nói xong, mọi người ra về và nhớ mãi lời dặn dò đó. Và có ông Nguyễn Văn Dành thường nhắc lại cho con cháu nghe. Ông này nhà Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Dung, Đồng Tháp. Ông mất thọ được 88 tuổi. Lúc còn sống, ông có kể lại cho một người cháu ông nghe. Và người cháu đó hiện giờ là tu sĩ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó. Người cháu đó pháp danh là Suối Nguồn. Mẫu chuyện này do Suối Nguồn kể lại. Lời bình: nhiều tín đồ chung kiên trước đây đã từng được gặp Thầy và nghe Đức Thầy dặn dò Ngài sẽ vắng mặt một thời gian rồi Ngài sẽ trở lại. Và khi Ngài trở lại không thay đổi chi, Ngài dặn cho tín đồ hiểu rằng là vì Ngài biết trước khi Ngài vắng mặt sẽ có nhiều người đứng lên xưng Thầy để rạc tín đồ nhẹ dạ. Thật cao cả thay, một vị Phật lâm phàm lúc nào cũng muốn cho đệ tử của mình đi đúng đường chánh mới đạt được hạnh phúc viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo: niệm Phật. Trích trong Tôn Chỉ Phật Giáo Hòa Hảo. Hai cách niệm Phật. Trong Tôn Chỉ Hành Đạo, Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy rằng: cúng xong, muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Hay niệm Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá, Đồng Danh Đồng Hiệu, Đại Từ Đại Bi, Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều hay ít tùy theo sức mình. Lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm: Nam mô A Di Đà Phật. Sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Trích trong Tôn Chỉ Hành Đạo. Lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nam mô A Di Đà Phật là quy mạng lễ Đức Phật từ bi, xin cứu lấy đời mạng của con. Xin thiết tha nương tựa theo ánh từ quang, làm theo hạnh nguyện của Ngài cầu sanh Phật quốc. Thứ nhất, bán già, bàn chân trái gác lên bắp đùi phải. Thứ hai, kiết già, hai chân tréo vào nhau. Có lần Đức Thầy cho biết: xưa trước lúc nhập niết bàn, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni có dạy: trong 84.000 pháp môn, chỉ có pháp môn tu tịnh độ nhờ tha lực là dễ tu dễ đắc hơn hết, hợp với căn cơ chúng sanh thời hạ nguyên mạt pháp. Vì pháp môn tịnh độ là hoành siêu tam giới, cũng như con mọt đục cây tre. Nhờ có sức tha lực hộ trì nên chỉ đục ngang hông tre là ra được ánh sáng. Ngược lại, thời này tu các pháp theo thiền tông, lực khó mà đắc quả nổi. Bởi tu tự lực là thụ xuất tam giới, cũng như con mọt đục cây tre từ dưới gốc lên tới ngọn mới ra được ánh sáng. Kiếp con mọt không lâu nên chưa đục tới ngọn là đã quá kiếp. Vì vậy chỉ lẩn quẩn trong thân cây tre rồi hết kiếp.